Chào cả nhà nhá. Mọi người đang nhìn thấy đó là một chiếc máy hàn với thông báo hôm qua khách mang tới bảo là đang hàn, nổ bùm phát hay là mất nguồn luôn. Chúng ta nhìn này, mình vừa tháo nó ra, tình trạng của nó rất là bẩn như này nhá. Khách dùng lâu rồi mà. Máy hàn tên thương hiệu như thế này. Alisen gì này các bạn này. Tháo ra rất là khó luôn. Ốc bắt hai bên nó rít lại các bạn ạ. Chúng ta nhìn nhá, nó rất là bẩn luôn. Thì nhìn qua với cái thiết kế thì con máy hàn này nó chạy con IC dao động là 3846 và vài con TL084 để đưa lái cái cầu H Z249Z24 này này để lái cái biến áp chi xung này. Biến áp chi xung này nó sẽ tạo ra 4 xung để chạy cầu H, chạy IGBT nhé. Chắc là 60L60 sao ấy các bạn ạ. Và cái dòng máy hàn này thì chúng ta sẽ thấy nó không có sử dụng điện trở xăng để bảo vệ chập tải, chập que gì cả. Mà là nó với những cái dòng máy hàn mà nó chạy 3846 ấy thì là lén độ rộng xung cái thứ khi bị chập tải ấy, là thông qua cái cảm biến dòng này. Cái cảm biến dòng này khi chúng ta hàn chập que ấy, thì cảm biến dòng này nó biết được ấy, thì nó sẽ đưa về con TL084 xử lý, sau đó tác động sang con 3846 để nó nén cái độ rộng xung lại để giảm ấy đi, giảm dòng hàn đi để cho nó đỡ bị lỗ chết công suất các bạn nhé. Đấy là cái nguyên lý bảo vệ và nguyên lý chạy ổn định của nó các bạn như vậy. Thì thông qua cái chiết áp đằng trước ấy, thì chúng ta cũng thay đổi được cái độ rộng xung này liên quan đến dòng hàn là cao hay thấp mọi người ạ. Còn cái chiết áp này thì mình là không biết là chiết áp gì, bạn nào biết thì có thể cho mọi người tham khảo nhé. Máy hàn như tên như này này. Và mình có nhìn qua thì nó lỗ đây này. Đây là do trong môi trường chạy nhiều bụi bặm nên nó lỗ, chúng ta sẽ thấy nhá. Đây để mình cố gắng mình zoom lên cho mọi người nhìn được cái vết lỗ của nó, nên con này khả năng mình nghĩ là lại dễ sửa. Không phải là dễ sửa mà là không phải chết công suất. Mà chúng ta sẽ nhìn nhá. Chúng ta sẽ nhìn đến chân GCE của con MOSFET của phần nguồn ấy. Chúng ta sẽ thấy nó có một vết lỗ một phát từ chân G sang chân D, từ G sang D rồi, nó lỗ một phát kinh khủng luôn. Chúng ta nhìn đi nhá. Nên nó lỗ như thế thì nó chết toi cái nguồn cấp trước luôn các bạn nhá. Như này mình nghĩ là IC dao động cũng sẽ lỗi rồi. Con này là nó sẽ kích con IC dao động này này. 2842 hay sao ấy, chứ không phải là 3842. Nhưng mình có thể thay 3842 khả năng cũng ok đấy các anh em bác nhá. Ở đấy mọi người không nhìn được. Con IC dao động này này. Thôi bây giờ tạm dừng máy quay để mình ra ngoài đường để mình vệ sinh cho nó sạch qua đã, rồi bắt đầu sẽ xử lý cho khách nhá. Rồi bạn nào muốn tham khảo mình xử lý hỏng hóc như thế nào thì tiếp tục theo dõi video nhá. Đó, mình đã đi vệ sinh qua. Và bây giờ sẽ tiến hành tháo nó ra để xử lý các bạn ạ. Thì thường cái đoạn tháo này thì mình sẽ tạm dừng video nhá, cho chúng ta đỡ mất thời gian chúng ta xem những cái đoạn này nhá. Chưa tháo nó lằng nhằng các bạn ạ. Như một số các bạn làm kênh YouTube, cứ đến đoạn này bắt đầu là các bạn sẽ thấy chạy tua cho nhanh ấy. Thì đó là các bạn ấy sau khi làm xong ấy, các bạn sẽ đưa cái video quay lên PC và dùng chương trình phần mềm chỉnh sửa. Đó. Còn mình thì mình chả có cái thời gian để mình chỉnh sửa gì cả. Mình lúc nào mình không làm, mình không quay là mình ấn tạm dừng cái máy quay, hoặc là mình ấn dừng hẳn. Đó. Sau đó là mình cần quay chỗ nào thì mình lại bật để cho cái video nó ngắn cho mọi người xem đỡ nhàm chán. Chứ cái chuyện tháo này thì xem quay làm gì các bạn ạ. Thì hôm nay mình sẽ để một tí cho mọi người vừa làm vừa nói nhé. Nên những cái video của mình là không hề có chỉnh sửa gì đâu các bạn ạ. Mình chỉ có đúng máy tính của mình, chỉ có một cái phần mềm gọi là phần mềm nối. Tức là có một số các video mình làm, ví dụ như sau đó mình đi làm việc khác, sau đó mình dừng hẳn sau đó là mình lại quay lại ấy. Thì bắt đầu là nó thành hai cái đoạn video. Thì sau đó là mình dùng cái phần mềm đấy, mình nối nó hai cái phần mềm, hai cái video đấy lại với nhau thôi các bạn ạ. Còn đâu một số cái chỉnh sửa, ví dụ như mình có up lên kênh YouTube cho mọi người xem rồi, mình thấy cái vị trí này mình nói lắp bắp này, hoặc mình nói sai này, nói không đúng về chuyên môn này, thì mình cần loại bỏ nó đi ấy, thì là mình dùng chính cái công cụ chỉnh sửa của YouTube luôn. Tức là YouTube khi trong cái mục studio ấy, là họ sẽ có một cái phần mềm chỉnh sửa là như nào. Mình có thể là che mờ đoạn này này, che mờ vị trí này, hoặc là cắt bỏ đoạn này, hoặc là làm câm tiếng chỗ này các bạn ạ. Nó có thể cho mình làm được như thế.
Thôi nhá, tạm dừng video nhá, để mình tháo mỗi cái mặt này ra thôi, để xử lý khối nguồn mà. Phần công suất của nó đấy, không phải là 60N60 mà là chỉ là 40N60 thôi các bạn nhé. À, nó chạy cầu hát 4 con đấy. Và đây cái con nó lỗ đây này, con 3878 ấy, rất thông dụng trong phần nguồn của máy hàn. Với cái con này cái điện áp chịu đựng của nó khá là cao, 900V, 9A 900V, thông số của mình nhớ là như là vậy. Nên một số máy hàn thì nó dùng con 9L90 các bạn nhé. Nên mình nghĩ là mọi người mà thay những con MOSFET mà chịu điện áp 600V thì có thể là đôi khi là những cái xung phản hồi của máy hàn khi nó chạy ấy, nó điện áp nó cao có thể nó sẽ dễ chết, nó đánh thủng nó. Do đó mà nhà sản xuất chúng ta sẽ thấy ấy, trong máy hàn điện tử ấy, cái con K3878 này họ dùng rất nhiều, bởi vì ấy, cái thông số của nó mình vừa nói rồi. Điện áp chịu đựng max UDS của nó là 900V chứ không phải là 600V các bạn ạ. Và dòng max của nó này rơi vào tầm khoảng 9A. Chúng ta sẽ nhìn thấy nó nổ đen, nó kiểu như con vít, nó bỡ bụi hoặc nó dẫn điện, dẫn từ chân G này đi sang chân D. Do đó mà nó lổ bụp một phát, nó như là miếng như bị muối hàn này, nõm luôn chân như này các bạn nhé. Và mình có nhìn qua ấy, thì như một số máy này ngày xưa thì mình gặp nó sử dụng con IC dao động là 2846 hay là 2843 hay gì, nhưng mà riêng con này nó sử dụng là con mọi người không nhìn được nhỉ, con này thì nó lại dùng là con 3843 à 3845. Đây là mình lấy nét, cố lấy nét cho mọi người theo tham khảo cái tên của nó nhé, nó mở lắm. Mọi người không nhìn được, nó là 3845 nhé. 3845 là cái số lẻ, chúng ta có thể thay 3843 cũng được. 45 này mình cũng có, nhưng mà mình sẽ thay 3843 nếu mà nó chết, nhưng mình đang nghi ngờ là nó chết sẽ chết đấy các bạn ạ. Bởi vì điện áp cao tại chân D này nó phóng sang chân G này thì nó sẽ đưa ngược trở lại, nó thì dễ chết lắm. Nhưng mà cứ phải kiểm tra đã, đôi khi nó lại là một cái sự gì đó mà là không phán đoán được trước các bạn ạ. Rồi bây giờ bắt đầu tháo ra để làm nhá. Này vẫn sống, kiểu gì DS nó vẫn sống nhưng mà xem mà chưa biết được. Cứ thở gái đỡ, đôi khi nó để không bị vứt rác nó hay sao đó, có độ giò này, chập như này là chết rồi các bạn nhé. Bởi vì đây này, mình sẽ lấy cho mọi người tham khảo. Loại này thì mình nhiều lắm, bởi vì mình sửa máy hàn mà, mình là thợ, mình hay sửa máy hàn nữa mà, nên mình có đầu sẵn. Đây là con 3878 mình có sẵn nhá. Không thông này. Kích vào đây này. Cũng không thông đâu. Bởi vì con này UDS kích nó lớn, để thằng nó 10K cơ. Kích một cái điện áp dương vào thì khả năng nó mới thông được các bạn nhá. Ồ cũng không thông, hay là con này chết. Chả thông gì cả. Còn là con này xem nào. Đấy, con này cũng có vấn đề nhá. Mấy con này mua dã máy nối chân đấy các bạn ạ. Con này mới là ok này. Đấy, chúng ta sẽ thấy đổ dã máy đấy. Kích cực cờ vào này, nó thông này. Kích âm này, nó khóa lại này. Đó, con này này không được nữa rồi. Đây là những cái lô mình mua dã máy mà họ nối chân đấy. Không sao nhá. Đấy, không thông thì cả luôn. Con này có vấn đề nhá. Phải vứt đấy, đấy, mua dã máy chúng ta vứt đấy. Những cái con này nó gãy này, hay là tận dụng con này cho đỡ phí đi, nó gãy hết chân này. Cũng không thông này các bạn ạ. Thôi kệ nó đi, tí nữa mình sẽ tìm một con sau. Tóm lại là con này nó lỗi rồi. Để xem IC nó có lỗi không đã. Thì cho mọi người tham khảo này. Con này có DZ VIP hay sao này. Đúng rồi. Thì U338 UC3845 hay là 43 mình hay thay lẻ với nhau.
rồi là 42, 44 mình có thay chẵn nhau là được nha các bạn nhé. 1, 2, 3, 4, 5, chân số 6 là chân sung ra, nó đi qua một con là 51 ohm, 510 là đi ra. Và hình như nó có một con DZ ghim về mát này, đúng luôn. Con DZ ghim này, con DZ này chúng ta cũng có thể bỏ đi được nhé. Đấy, mình kiểu gì mình biết là con DZ này sẽ chập. Bởi vì là tại sao mình biết nó chập? Do cái điện áp chân D của nó là điện áp 300V mà ngược vào chân G nó lổ như thế thì cái con DZ này chỉ là 18V thôi. Thì làm sao mà nó chịu được các bạn nhé. Nhưng mà con DZ này mà chết thì lại đôi khi nó lại cứu sống được con IC các bạn ạ. Không lỗi chân chức năng IC. Đây con này chập rồi này. Đấy nhá, nó thông hai chiều luôn nhá, DZ đấy. Chúng ta hiểu chức năng nhá. Trên này, à đây nó ghi chữ Z1 luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đo. Mình sẽ đo chân G với chân với mát để xem nó có bị chập không. Nếu không chập thì khả năng nó vẫn sống đấy. Đấy các bạn nha, nó vẫn khả năng nó vẫn sống đấy, để yên như thế. Mình đo con 51 ohm không chết. Nên bây giờ mình phải xem con 4R7 này có chết không. Chết hết cả 4R7 mất rồi. Hai con 4R7. Hai con 4R7 là con điện trở bảo vệ quá dòng đấy các bạn ạ. Đây này, lại gần cho mọi người nhìn nhá. Dòng chảy 300V này, từ đầu quận làm việc chính sang đầu kia đi tới chân D, chảy từ D sang S đi qua hai con điện trở 4R7, tức là 4,7 ohm để về mát mọi người nhá. Thì do con này nó đã chập DS, nó bị lỗ như thế thì kiểu gì là hai con này cũng đã chết rồi. Thì con nó sẽ dồn điện áp đưa vào đây, không biết là có chết chân số 3, chân bảo vệ quá dòng không ấy. Nó có con 1K này, thì thử đo con 1K không chết ấy thì bây giờ nó tóm lại là nó chết thì mình vẫn thay được. Nhưng chúng ta mình đang phán đoán cho mọi người là nó chết như nào. Thì đôi khi là chúng ta như nhiều người ấy, người ta cứ thấy như này người ta cứ thay cả loạt. Nhưng mà mình sẽ muốn tìm là con nào chết mình mới thay, còn con nào sống cứ giữ lại các bạn ạ. Thì đây là con 1K này. Đấy, 1K vẫn ok, 0,99 nhé. Nhưng con 4R7 này thì đã chết rồi. Đấy, nên tận 25 kΩ thì tức là nó đi lội trở khác đấy. Đấy, 4R7 chia 2 ra chúng ta sẽ biết là con này là trị số là như nào nhé. Đó, bây giờ mình sẽ kiếm hai con một con điện trở 4R7 này đã. Sau đó mình sẽ kết nối, sau đó mình sẽ đo thử xem có sung không mọi người nhá. Sau đó tiếp tục làm để xem con IC có chết không để thay mà. 4R7 mà được hai con song song nhau thì tương đương với lội trở của nó là bằng 2,3 mấy ấy các bạn nhá. 2,3 mấy nhưng mà công suất nó sẽ gấp đôi lên. Nên mình đang thay bằng con 2R2, 2,2 ohm và những cái máy hàn khác nó dùng con 2,2 ohm rất là nhiều. Cái con này mình tháo trong cái chấn lưu điện tử thôi các bạn ạ. Bé này thôi, mình thấy nó những cái máy hàn khác thì dùng như thế. Và bây giờ để mà sửa nó thì chúng ta sẽ không có phần phải có một cái bộ tạo ra nguồn 300V mà chúng ta sẽ tháo cái này ra để cho cái 300V nó không tới cầu H, tức là bốn con 4R60 các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ biết là đây thì chúng ta sẽ cấp dương vào này. Đây là dương này, mình sẽ dùng cái này để mình lấy cái nguồn 300V để sửa nó mà. Thì đây là dương vào nhá. Mấy cái anh mà chuyên máy hàn, sửa máy hàn này các anh sẽ có bộ 300V riêng đấy. Mình thì mình chả có, nên mình phải chơi trò như thế này. Còn âm thì đây, âm ở chung với cái này cũng được. Coi như cắt bỏ dương thôi. Cắt bỏ dương tới cầu H thôi. Cầu H 4R60 thôi, chỉ cấp mỗi dương đi. Dương nó sẽ đi theo đường này, nó đi vào cây này thôi nhá. Cái phần nguồn cấp trước thôi, các bạn nhá. Công nhận là có cái bác tặng mình cái dây nó dài thật. Mình có vắt vẻo, mình có lôi cái đồ trò mà nó không đứt nhá mọi người nhá. Cái dây đắt tiền nó khác hoàn toàn luôn. Đó, bây giờ mình sẽ ghim điện và mình sẽ đo thử xem có sung không nhá, để xem con IC này có chết không. Bắt buộc là phải lắp con 2,2 ohm này vào, mục đích của nó để cái chân số 3 nó sẽ được thoát mát, mới mát nhá, chứ không là sẽ mất tác dụng đấy. Lại có khách rồi. Mình làm tiếp nhá. Bây giờ mình sẽ ghim điện này. Ghim qua bóng đèn thôi. Và mình đo cho mọi người tham khảo là đây chính là dương âm của 300V lên nhá. Thôi đo âm đo ở chân S này đi. À chân, đúng rồi. Đấy, 300V đã lên nhá. Và mình sẽ đo thử này, bây giờ nó sẽ có nguồn mồi đấy. Nguồn mồi nó sẽ đi qua con điện trở này, hai con điện trở này này. Đấy, có nguồn mồi 7V này nhỉ.
thấp nhỉ các bạn nhỉ, nó phải cao hơn. À con 3845 với 43 này nó chỉ thế thôi. Và bây giờ mình sẽ đo thử xung nhá. Đo bằng tần số trước xem nó có đo, nó có đo được không nhá. Tại chân G này chúng ta sẽ thấy là nó có 4 kHz. Như vậy là nó đang dao động. Đó, mọi người thấy chưa? 4 kHz đấy nhá. Tất nhiên là cái đồng hồ này thì nó chả đo, nó không lấy mẫu nhanh, nó chả chuẩn lắm đâu. Nhưng mà game chúng ta sẽ thấy đấy chỉ là để nhận diện được là đã có xung ra. 4 kHz nó là cái xung dao động mồi thôi, chứ nó không chuẩn xác đâu. Bao giờ nó phải có FB, có tín hiệu phản hồi nó mới chuẩn cơ. Bây giờ mình sẽ đo bằng đồng hồ tham đo xoay chiều để chúng ta sẽ xem nó có không nhá. Không thấy gì à? Thấp lắm các bạn ạ. Có phải tần số dao động nó lớn không? Để thang đo này xem nào. Không thấy gì các bạn ạ. Thôi cứ kệ đi. Cứ táng móc phét vào xem thế nào các bạn nhé. Nó bé đó, ít lắm các bạn ạ. Nó chết thì mình cũng có IC mình thay mà các bạn nhé. Xả điện á. Không điện nó cũng không nhiều đâu mà, bởi vì là bản thân là nó chỉ có hai con tụ bé bé ở đây thôi mà. Hai con tụ 22mm thôi mà. Đó, bây giờ mình sẽ lắp móc phét này. Con móc phét hỏng của nó đây. Tận dụng cái chân để lối cái con móc phét đấy đấy. Và trong này nó có một con móc phét lỗi nhá. Và mình ngày xưa mình mua giã máy ấy, mình mua chả biết bao nhiêu con ấy. Và mình đo cho mọi người tham khảo là nó lỗi. Để chúng ta sẽ thấy đôi khi là mua linh kiện giã máy là vẫn dính con lỗi bình thường nhá. Và chết theo kiểu như này thì đúng là bó tay. Thì đây là một con này đo DS không thông này. Đó, mình kích điện áp dương vào này. Đó, thì nó sẽ thông này. Ở đấy, con này là con lỗi các bạn ạ. Chúng ta sẽ thấy là nhìn mọi người nhìn thấy cái kim nó lên được nhá. Nó lên nó không dừng. Nó lên một chút đấy, kiểu như là có độ giò ạ. Nhưng cái những cái con này nhá. Con này là có bị kích rồi. Đó, nó về nhá. Kích dương vào này thì lên này, ok nhá. Kích âm này, que đỏ vào này, khóa này. Con này nó bị cắn nhiễu đấy các bạn ạ. Kích dương vào này, lên này, kích âm này, khóa này. Như vậy là cái con này là con như con lỗi ấy. Con này nhá, con này vừa nãy cũng không có vấn đề này, mình thử nhá. Kích vào này, đấy cũng lên ok nhá. Sau đó nó trả về đấy, bởi vì nó có cái bẩn này nó tự về đấy. Nhưng bây giờ mình sẽ lắp thử con này xem con đã chạy không. Lắp như này mới đúng chân các bạn ạ. Con này mình nhớ ngày xưa mình tháo từ một cái máy nào đấy ra. Đấy, nó gãy chân thì mình cứ vứt đấy. Hôm nay nó chạy được thì lắp, trả nó luôn, lắp cho nó hoạt động luôn, đỡ lãng phí. Alo. Có cái bác khách ở Vĩnh Phúc có hai cái UPS hỏng của cuốn, bảo gửi giúp mình sửa nhưng mình không nhận mọi người ạ. Bác này trước có nhờ mình sửa cái bếp từ Kangaroo. Trở về nó chạy ok rồi, bây giờ muốn sửa cái UPS cửa cuốn nhưng dạo này mình không nhận mọi người nữa, để cố gắng làm hết đồ ở nhà mình. Thì bây giờ nhá, sẽ kiếm điện đo thử xem có nguồn ra không nhá mọi người nhá. Thì ở đây là có con 7805 này. Cái cáp này là cáp lên cái chân cái mặt hiển thị đấy các bạn ạ. Thì ở đây nó có vài con diode chỉnh niu. Thì đây là chỉnh niu âm này. Còn đây là chỉnh niu ba con diode song song nhau, chắc là ra nguồn 24V đấy các bạn ạ. Hôm nay là mình đã bị ngạt mũi các bạn ạ. Thời tiết nó đang thay đổi. Đấy, giờ mình sẽ đo thử nhá, ghim điện nhá, xem nó có sáng bóng không, nó lỗi thì nó sẽ sáng bóng nhá. Hoặc nó không chạy nhá. Mình ghim điện này. Chả chạy gì cả các bạn ạ. Ra điện áp thấp. Như vậy là nó không chạy rồi các bạn nhé. Nên mình lấy mát ở đâu được bây giờ nhỉ. Lấy mát ở đây đi. Mình đo cái mức nguồn của nó là vẫn 7V. Như vậy là nó không chạy nhé các bạn nhé. Chắc là IC lỗi rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình thay IC. Ơ nhưng mà có xung như thế tại sao lại... Thôi cứ thay thử đã, xem xung nó khác, sợ cái tần số nó cao nên mình không đo được cái xung rồi các bạn ạ.
Cái đồng hồ này đo được ra mấy kilohertz cơ mà mọi người. Hay là con móc phét này không chảy. Nó nóng này mọi người, móc phét nóng nhá. Hay là chập cái gì không để mình đo thử xung quanh, đo thử lại nó xem nào. Móc phét có nóng các bạn ạ. Và có điện áp ra thấp đấy. Không có nào chập cả. Không chập các bạn nhá. Thôi để mình sẽ tìm thử xem nguyên nhân tại sao nhá. Cập nhật tình hình cho mọi người tham khảo nhá. Sau khi mình có kiểm tra thế, mình nghĩ là con IC3845 nó lỗi, mình đã thay bằng con UC3843 thì đo nguồn ra cũng chỉ thế thôi. Và có một đặc biệt ấy, thì là để ý cái công suất ăn này này, nó ăn rơi vào tầm 4W, 4,5W. Và để một tí thì con móc phét rất là nóng, nóng ấm ấm. Thế là mình có nhìn qua kiểm tra hồi tiếp thứ thì không sao cả, mình thấy nó ăn tải nóng nóng như thế thì là bắt đầu mình quay về con biến áp. Và đúng là biến áp lỗi luôn, đang củ chuối đây, mình không có cái biến áp này. Thì nhìn trực diện, mình đang tháo mình trực diện như này nhá. Thì đây là bên thứ cấp này, còn bên này bên sơ cấp, đây là quận làm việc chính. Đây là quận phản hồi nguồn nuôi về, mình thấy có một cái lốt nổ bị phóng điện vào đây này. Nhưng mà mình có đo thử thì nó không đứt. Đo các không đứt nhưng mà chúng ta sẽ thấy này. Mình có cái bộ test biến áp này, mình có cấp vào quận sơ cấp thì nó tịt đơn đèn. Như vậy là con này chập rồi nhá. Không biết là chập quận nào thì mình không rõ. Và cái đồ này thì mình lại không có mấy điên như này. Cái biến áp này nó sẽ tạo ra một cái nguồn 24V và một cái nguồn trừ, để nó sẽ tạo ra một cái nguồn trừ 15V. Nó sẽ tạo ra một nguồn trừ 15V mục đích cho cái nguồn cộng trừ 15V cho những con TL494 này này. À TL084 này các bạn ạ. Nên do đó mà cái nguồn 24V thì dòng nó lớn, nó sử dụng 3 con diode này song song nhau để chỉnh lưu. Còn cái nguồn trừ thì dòng nó nhỏ, nó đi về một con thôi các bạn ạ. Nên bây giờ đây để mình nghĩ, bây giờ đang phải tính nghĩ xem để thay thế con nào hợp lý được nó đây. Không có nên phải khổ đây này các bạn. Mình sẽ quấn lại xem có được không. Nó chạm đúng quận làm việc chính luôn các bạn ạ. Và quận làm việc chính nó nằm bên trong mấy củ chuối các bạn ạ. Thì tháo này nó rất dễ, mình dùng khò, mình khò nóng lên nó có keo này, thế là đẩy nó ra được luôn mọi người nhé. Khò rất là dễ luôn, cái keo cái ferrit ấy. Nên bóc ra như nào thì phải lắp vào như thế, cái đòi hỏi sự tư duy logic và khéo tay một chút thôi. Bây giờ để là để cuốn xem thế nào. 200 vòng bị chập. Dùng con này tua cho phát tận 207 luôn. Cái máy này thỉnh thoảng mình vẫn dùng nhá. Các bạn ạ. Còn đâu 16 vòng 32 vòng thì cuốn tay các bạn ạ. Đây là các bạn, sau khi cuốn xong này, chưa bọc kỹ đâu để xem không này. Đó, nó phải lên được như thế chứ, nó lại chập, nó lại tịt mất như này. Đây là cái quận 200 vòng đấy các bạn nhé. Nó phải lên được cao như thế là nó không chập nhá. Nó om, nó chập rồi mà. Mình cuốn, không bắt đầu mình sẽ thử nó chạy ok thì cũng mình cũng tiện thể, mình cũng sẽ Google mình search, mình mua sẵn cái mã của nó đây rồi. Mình mua sẵn để lần sau nó lỗi thì còn thay được cho khách các bạn ạ. Và cái giữa quận bên sơ cấp và bên thứ cấp ấy, thì mình cuốn cách điện rất dày luôn. Bởi vì nhà sản xuất họ cũng dùng cách điện dày. Có cái là nó cuốn bằng máy thì nó chuẩn hơn, còn mình thì cuốn không chuẩn lắm các bạn ạ. Hy vọng là nó ok. Và hỏng thì lại bảo hành các bạn nhé. Đấy, kín như thế thôi. Rồi, lắp hoàn thiện xem thế nào. Đấy, đấy là cái mã của cái biến áp nhé mọi người nhé. Mình đã cuốn nó đấy. Tí nữa về vào Google search để xem có chỗ nào có bán không. Mình nghĩ là có đấy. Con này nó còn lỗi nữa. Chắc là trong quá trình nổ đấy là chết ấy rồi. Mình ghim điện cho chúng ta tham khảo này. Mình đo nguồn 24V ra nhé. Thì ra ok 26V nhá, nó là như vậy đấy. Nhưng mà cái nguồn trừ 15V này, nguồn trừ 24V nó rất là cao. Và nó mất cái nguồn 15V ra luôn. Và con mình đang nghi ngờ là con 7915 này đang chết đứt mọi người nhá. Do đó mà nó đang dâng rất là cao. Bây giờ phải thay con 7915 nữa. Thắt lỗ đấy khả năng nó bị sốc điện, không biết là có chết dao động cái gì nữa không. Đó, như vậy là biến áp đã xử lý xong biến áp nhá. Còn bền hay không thì chưa rõ các bạn ạ. Ngồi cuốn một lúc xong nó cũng thành được cái biến áp. Và như lúc đầu ấy thì mình bảo cho mọi người rồi nhé, lúc đầu ấy mình ghim ấy, một nguồn ra được, mình nguồn ra đo được chỉ được có khoảng hơn 1V chứ được 2V ấy, thì mình có ghim như này này. Thì cái dòng ăn này nó rất là cao.
ở đấy giờ cũng 4,7 mấy watt này, bây giờ là nó cũng là 4,5, cũng 4,5 watt như này, nhưng mà điện áp ra nó rất là thấp, và do đó mình sờ con này là thấy nó nóng này, nên mình có quay về là con này bằng bị chập. Và đúng thực tế là mình dùng cái máy, cái bộ test biến áp này của mình thì mình thấy nó chập thật nhé mọi người nhé. Thôi để kiếm con 7915 nữa. Sau khi mình kiếm được con 7915 mình nắp thay ấy, thì nó ok hết, thế là mình nắp hoàn thiện hết. Cuối cùng mình ghim để tầm khoảng 5 phút, 3 đến 5 phút thì bắt đầu con này nó biến áp, nó nóng điện áp nó giảm. Thế là mình mới thấy nó nóng, mình còn chêm cả cái con chết vào đây để cho nó tản nhiệt cho con móc phép mình thay này. Đây cuối cùng là chắc là phải thay biến áp rồi, đây mình ghim cho mọi người tham khảo nhé. Đầu tiên này mình ghim đang đo nguồn 24V ra nhé, mình ghim điện này. Đấy, nó ra 24V ok nhá, nhưng mà nó giảm dần rồi đấy. Nó nóng lên nó giảm dần các bạn ạ. Để chờ tí nhá. Hơi lâu đấy các bạn ạ. Nào là mình lại sửa cái khác, thế là mình ghim một lúc sau đấy, các bạn thấy điện áp nó đang giảm dần không? Đấy, mình thấy quạt nó chạy yếu. Nó chạy yếu thì nó giảm, nên là mình đo còn có 18V thôi. Nên là sờ cái biến áp và con móc này nóng bỏng. Tóm lại là mình không có kinh nghiệm quấn nên bó tay chấm com. Và hôm nay là ngày làm việc thứ hai, là ngày sửa thứ hai của nó. Mình không có, mình phải đấy, mình đặt một cái shop ve này ở Hải Phòng. Mua vì cần biến áp thôi, nên phải mua thêm cả mấy thứ mình cần tiết nữa. Tụ chụp con tụ 475 này, rồi cái cọc này này, rồi biến áp dơ le 24V này, chúng ta sẽ thấy này các bạn nhá, nó đấy 20 16 33 33 y như nó nhá mọi người nhá, với giá có 25k rồi, khổ các bạn ạ, 25k mua hai con đấy. Mua đôi khi chúng ta không có thì chúng ta phải mua, và mua phải có sẵn đấy, mình mua thiện mình phải cất một con đi các bạn ạ. Đấy, bây giờ ấy, là mình đang có ý định mình lười là mình sẽ không tháo phần IGBT cái thứ nó mình giữ rồi, nên mình chơi cái trò mình phá lát nó luôn để cho nó có cái chân thì mình hàn được con này vào không. Vì hôm nay là mình lại chơi trò lười một chút cho đỡ tháo hết ra mà mọi người nhá. Bây giờ chờ mình xử lý, bắt đầu phá xem có được không nào. Rút cái này ra cho nó mất nguồn đã. Phải sửa chữa là thế đấy. Quấn chắc là mình quấn nó không chuẩn. Không chuẩn về mọi thứ này, do đó là nó bị như thế các bạn ạ. Bẻ cái gì đâu bây giờ nhỉ? Để đỡ phải tháo nó ra. Cứ phá lát nó ra mà mọi người. Bao nhiêu cùng sức quấn thì bây giờ là cho nó đi rác các bạn ạ. À nó lại chắc nó chả thể vỡ được đâu, chả thể rơi được đâu các bạn. Gãy đi, sửa chữa đôi khi đó là sự phá phách. Nếu mà không phá cái này thì mình lại phải bôi keo tản nhiệt lại lắp lại lằng nhằng lắm mọi người ạ. Nhưng biết là nó hỏng rồi thì lém nó luôn. Đó, sẽ có những cái đầu ra để vào đầu mình sẽ hàn nó vào nhá. Giờ mình khéo léo mình sẽ hàn nó lại thôi mọi người nhá. Đấy, hàn đúng như này luôn. Bắt đầu lắp cho mọi người tham khảo nhá. Nó gì chả có khe để mình hàn nó lại được các bạn ạ. Không biết có bác nào làm như mình, võ như mình không. Một sự lười không hề nhẹ. Đấy, bên này hơi khoa không, cũng không khó đâu, cũng nhìn rõ lắm mọi người. Cũng hàn vô tư. Mọi người không nhìn được đâu nhá, mình đang cố gắng len lỏi vào để mình hàn nó lại. Thôi này, rộng như này hàn vô tư các bạn ạ. Chắc cẩn thận nữa thì tí nữa thì chơi có ít silicone giữ. Con này nó như bị tụt mất. Tụt cái chân kia xuống dưới sao ạ. Các bạn ạ, để mình xem. Không phải các bạn ạ, mà nó có cái keo. Chúng ta phải hàn nó
chảy được cái thiết của cái lớp keo, nó có lớp sơn chùa mà, thì nó mới dính được cái vị trí chân mới xuống các bạn. Đây là những cái chân này này, đấy, nó phải ngấu được như thế luôn. Đây là quần làm việc 200 vòng đây, quần nguồn nuôi đây. Đó, ok nhá. Xem nó có ngon không, để ra để hàn cho phát. Dùng nướng cho mọi người nhìn nhá. Kiểu gì nó có tiện tích nên mình rút ra cho an toàn các bạn. Bắt đầu ghi điện nhá, test thử. Ta có pin áp mới rồi. Khi có bóng đèn ăn lỡ hàn ngược, mình vẫn nhìn kỹ lắm, hàn không bị ngược đâu mà. Đó, ok đấy, ok nhá. Đúng pin áp mới, mình cắm trực tiếp này. Đấy, cắm trực tiếp nó ngon lành luôn. Chứ nó không bị thấp như vừa nãy nó lên từ từ đấy, do mình quấn trả chuẩn đấy các bạn nhá. Để đáp đầu hàn ra này. Ok, bây giờ ra hàn nhá, cho chúng ta tham khảo. Mình bê cả ấy của mình ra, máy quay của mình ra cho mọi người tham khảo, xong mình sẽ lắp lại sau. Như vậy là con này hỏng bao gồm, đầu tiên là chập móc phét 3878. Rồi rất may mắn, mình tưởng là chết IC dao động, nhưng mà do có con DZ này nên do đó nó đã cứu sống được IC dao động. Tiếp theo ấy, thì sau đó là bị nắp chập. Bị nắp chập sau đó là 7915 chết các bạn ạ. Đó là cái lon cuối cùng nhá. Rất nhiều kiểu ngoài phán đoán. Mình đang sửa cái máy hàn da xích này, đang sửa dở lỗi OC này, khó lắm các bạn ạ, cái máy xịn. Thì shipper gọi là có đồ về, hay là mình lại quay lại xe sửa cái máy này luôn các bạn ạ. Còn video đến đây là kết thúc nhá, vì nó đã ok rồi. Chào tất cả các bạn.